Chào mừng bạn đến với sách nói của TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Quyển sách hôm nay TK Book muốn gửi đến bạn đọc có tựa đề là Một cái gì đó, sự thật đơn giản đáng ngạc nhiên đằng sau kết quả phi thường. Quyển sách này dành cho ai? Gary Keller, đồng sáng lập Keller Williams Realty và là tác giả best seller cho rằng đa nhiệm không mang lại hiệu quả vì thành công đòi hỏi sự tập trung lâu dài giống như tia laser, chứ không phải những cú đánh tán xạ. Keller viết cùng với đồng tác giả Jay Papasan, chia nhỏ phương pháp tiếp cận của mình thành các bước có thể quản lý dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm, để ủng hộ kênh các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, chia sẻ sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Để ủng hộ TKbook các bạn có thể mua sản phẩm của TKbook như ly nước và áo có logo TKbook, USB sách nói, ebook hoặc sử dụng dịch vụ thiết kế trang sách theo yêu cầu để làm quà tặng hoặc thẻ thành viên. TKbook xin được giới thiệu vài nét về tác giả. Gary Keller tác giả của The Millionaire Estate Investor, là chủ tịch hội đồng quản trị của KL Williams Realty, nơi đồng tác giả Jay Papasan là phó chủ tịch xuất bản. Sau đây là bản tóm tắt sách do cộng sự TK Book thực hiện, mời bạn lắng nghe, tầm quan trọng của tiêu điểm. Vào đầu những năm 1990, một cao bồi già khó tính tên là Cooley, do Jack Palan thủ vai, đã tiết lộ một sự thật tuyệt vời trong một bộ phim nổi tiếng, City Care, một điều, một điều nữa thôi. Bạn hãy kiên trì theo đuổi điều đó, anh nói với một người nổi tiếng trong thành phố tên là Mitch, do so Billy Crystal thủ vai đưa ra một công thức thành công trong một vài từ, ưu tiên cho một lần, hoặc chia nhỏ với trọng tâm là một mục đích hoặc thành tích riêng cho phép một số người hoàn thành nhiều việc hơn trong một ngày. Những chiếc bàn dẻo rắt với danh sách việc cần làm và lịch đóng gói với hàng tá dự án chia sự tập trung của bạn thành những phần nhỏ, trong khi xuất sắc trong một vài việc là cách để thành công, khi bạn ưu tiên nhiệm vụ chính của mình, mọi thứ khác sẽ rơi vào tình trạng xếp hàng giống như quân cờ domino. Điều này có chức năng trong khoa học, như Lone Whitehead đã lưu ý trên tạp chí vật lý Hoa Kỳ năm 1983, ông phát hiện ra rằng một quân cờ domino có thể lật đổ một quân cờ khác lớn hơn 50%. Bắt đầu với một quân cờ domino 2 inch, tiến trình hình học có nghĩa là quân cờ domino thứ 23 sẽ cao hơn tháp Eiffel và quân cờ thứ 57 gần chạm tới mặt trăng, thành công xây dựng trên chính nó, nó là tuần tự, không đồng thời. Các thương hiệu rất thành công đã vươn lên hàng đầu nhờ tập trung vào tiêu điểm, hãy xem xét bia co gà KFC, cà phê Starbucks và tìm kiếm trên Google, thách thức của bạn là tìm ra một tiêu điểm của bạn. Tập trung đơn lẻ dẫn đến việc dành nhiều thời gian để phát triển một kỹ năng giúp cải thiện kết quả của bạn và làm bạn thích thú hơn. Bill Gates đã phát triển niềm đam mê máy tính ở trường trung học thành một kỹ năng lập trình đặc biệt. Ông đã xây dựng kiến thức đó thành công với tư cách là người đồng sáng lập Microsoft. Thứ hai, đừng quên những lời nói dối. Làm việc và sống theo triết lý một điều là đơn giản, phần khó là vượt ra ngoài tất cả những hiểu biết thông thường sai lầm mà bạn đã hấp thụ, nhiều lời sáo rỗng, huyền thoại và sai sự thật về năng suất nghe có vẻ hợp lệ, nhưng thực tế không phải vậy. Các vấn đề này sinh khi bạn dựa vào chúng để định hình các quyết định quan trọng. Để thành công, hãy loại bỏ những lời nói dối này khỏi suy nghĩ của bạn. Mọi thứ đều quan trọng như nhau, khi cuộc sống bận rộn, xu hướng tự nhiên của bạn là đưa ra quyết định nhanh chóng và ngẫu hứng. Thay vào đó, hãy nắm rõ danh sách việc cần làm dài lê thê của bạn, không phải là một vài việc bạn nên làm, mà là một việc quan trọng nhất. Sử dụng điều này làm nguyên tắc chỉ đạo của bạn, học cách nói không hoặc sau với bất kỳ điều gì khác, đa nhiệm, làm nhiều việc cùng lúc không giúp bạn hiệu quả hơn. Nó chỉ mang lại cho bạn cơ hội, như diễn giả truyền động lực Steve Uze nói, để hoàn thành nhiều thứ cùng một lúc. Nó thực sự làm chậm công việc của bạn, dẫn đến căng thẳng và sa thải 28% ngày làm việc của nhân viên vì họ phải định hướng lại nhiệm vụ chính của mình sau mỗi lần mất tập trung. Một cuộc sống có kỷ luật, thành công không đến từ kỷ luật mà là từ việc phát triển thói quen làm điều đúng đắn. Bạn cần kỷ luật để thiết lập thói quen đó, nhưng trung bình, một thói quen chỉ mất khoảng 66 ngày để thiết lập, một con đường thành công khá nhanh. Sau đó, sử dụng kỷ luật đã chọn để đơn giản hóa cuộc sống của bạn. Ipoeon way on will ý chí là có giới hạn và bạn không nên dựa vào nó, ý chí tiêu hao nhanh chóng và ít có sức chịu đựng, vì vậy hãy lên lịch làm việc quan trọng của bạn khi ý chí của bạn đang ở mức cao. Đối với nhiều người, đó là sớm trong ngày, cung cấp cho não của bạn Tiêu thụ mùng 1 tháng 5 calo năng lượng của bạn mặc dù chỉ chiếm mùng 1 tháng 5 khối lượng cơ thể của bạn, bộ não của bạn cần protein và carbon hydrate phức tạp. A. Cân bằng cuộc sống. Cuộc sống cân bằng là một huyền thoại. Tuy nhiên, đối trọng cho phép bạn có một cuộc sống quan trọng và có ý nghĩa khi bạn liên tục điều chỉnh các ưu tiên để đạt được những gì có vẻ là cân bằng, ưu tiên những gì quan trọng nhất tại nơi làm việc để bạn có thể về nhà. Hãy tập trung vào việc quan trọng nhất ở nhà để bạn có thể quay trở lại làm việc. Lớn là xấu. Đừng khuất phục khi nghĩ nhỏ về những gì bạn có thể đạt được, suy nghĩ quyết định hành động, quyết định kết quả, vì vậy hãy nghĩ lớn nhất có thể. Nếu mục tiêu hợp lý là 10, hãy tìm kiếm 20 và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đó, đừng sợ thất bại, đó là một phần của hành trình dẫn đến thành công. Tin tôi đi, con đường thành công xuân xẻ, luôn luôn, cách tốt nhất để có câu trả lời đúng là đặt câu hỏi đúng. Tìm câu trả lời cho câu hỏi tập trung quan trọng sẽ tiết lộ câu trả lời thích hợp mà bạn có thể sử dụng để xác định hành trình của mình Thứ sẽ trở thành cuộc đời của bạn Đây là một câu hỏi đơn giản nhưng không phải là một câu hỏi dễ dàng câu hỏi thúc đẩy bạn vượt ra ngoài các nhiệm vụ đơn giản trong danh sách việc cần làm và hướng bạn đến điều quan trọng nhất đó là quân cờ domino đầu tiên sẽ khiến mọi thứ khác đi vào đúng vị trí ý chí giống như một cơ bắp co giật nhanh chóng và mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi nó cực kỳ mạnh mẽ nhưng nó không có sức bền đồng thời hãy thay đổi một vài điều khác trong cuộc sống của bạn bắt đầu một vài thói quen tốt điều này nghe có vẻ khó khăn hơn thực tế Mọi người đều thực hiện và phá vỡ các thói quen mọi lúc. Quyết định thiết lập những thói quen sẽ thúc đẩy cuộc sống của bạn đến với thành công, đặt câu hỏi tập trung có thể trở thành thói quen ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Ban đầu, hãy cố gắng áp dụng nó vào đời sống tinh thần, thể chất, cá nhân, công việc và tài chính của bạn để hình thành nền tảng vững chắc cho sự viên mãn, chỉnh sửa câu hỏi để phù hợp với từng danh mục và thêm yếu tố thời gian, ví dụ. Một việc mà tôi có thể làm như vậy là gì bằng cách làm đó mọi thứ khác sẽ dễ dàng hơn hoặc không cần thiết cho đời sống tinh thần của tôi thêm ngay bây giờ năm nay hoặc cho các mục tiêu lớn hơn một ngày nào đó tạo một công thức bắt đầu với thiết lập này và thêm câu hỏi thời gian và cụm từ cuối cùng như vậy bằng cách làm điều đó mọi thứ khác sẽ dễ dàng hơn hay không cần thiết nếu bạn muốn bạn có thể nhận được cụ thể hơn ví dụ đối với sức khỏe thể chất của tôi điều gì tôi có thể làm để đảm bảo rằng tôi tập thể dục như vậy bằng cách làm điều đó Mọi thứ khác sẽ dễ dàng hơn hoặc không cần thiết. Phát triển cách tiếp cận này theo 5 bước để nó có thể trở thành một thói quen, một chấp nhận khái niệm, đảm bảo rằng bạn hiểu nó, hay đưa nó vào thực tế, đặt câu hỏi vào mỗi buổi sáng, ba hình thành thói quen để bạn có thể tiếp cận toàn bộ sức mạnh của nó, bốn thiết lập lời nhắc để bạn không quên và năm yêu cầu sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của bạn, sử dụng câu hỏi chính để hoàn thiện các câu hỏi bổ sung của bạn, điều này sẽ dẫn đến những câu trả lời mạnh mẽ lớn và cụ thể. Xác định câu trả lời của bạn theo các thuật ngữ có thể đo lường được để bạn biết chính xác mình sẽ làm gì để đạt được chúng. Đẩy mục tiêu của bạn vượt quá mức thoải mái của bạn để đạt được kết quả phi thường. Tiếp theo, đừng quên chiếc chìa khóa đặc biệt. Công thức để đạt được mục tiêu của bạn là mục đích, ưu tiên và năng suất, giống như phần dưới đáy biển của một tảng băng. Phần chóp trên mặt nước là một phần nhỏ của tảng băng trôi, được tạo hình bởi mọi thứ bên dưới bề mặt. Ví dụ, một doanh nghiệp có thể dựa vào lợi nhuận như một kết quả có thể nhìn thấy được. Phần nổi của tảng băng, động lực của nó cũng như chiều sâu và sự vững chắc của nền tảng, mục đích của bạn là nền tảng của bạn. Hạnh phúc nhất thời có được, chẳng hạn như được tăng lương hoặc những thứ mà tiền bạc không thể mua được, không tồn tại lâu dài, có mục đích, bạn có thể tìm kiếm hạnh phúc lâu dài khi theo đuổi sự mãn nguyện. Theo tiến sĩ Marty Seligman, cựu chủ tịch Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, dấn thân và làm điều gì đó có ý nghĩa là cách tốt nhất để tìm thấy hạnh phúc thực sự biết được mục đích của bạn và thực hiện nó hàng ngày sẽ mang lại thành công và hạnh phúc. Mục đích xác định mang lại sự rõ ràng và niềm tin cho cuộc sống của bạn và giúp bạn đưa ra lựa chọn nhanh hơn. Thông thường, điều này có nghĩa là bạn đang đưa ra quyết định trước những người khác, một lợi ích có thể dẫn đến kết quả vượt trội. Mục đích giữ bạn trên con đường của bạn, vì vậy mọi thứ khác đều rơi vào vị trí. Nếu bạn không có mục đích, hãy quyết định mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đó, hiểu mức độ ưu tiên của bạn, xác định mức độ ưu tiên của bạn mỗi ngày bạn sẽ đến được nơi bạn muốn. Từ ưu tiên là số ít, không phải số nhiều, cho đến thế kỷ 20, nó luôn là ưu tiên, một cách sử dụng bắt nguồn từ tiếng là tinh thế kỷ 14 của từ này và dùng để chỉ thứ gì đó quan trọng nhất, tập trung ý định của bạn vào một ưu tiên duy nhất. Những người đạt được kết quả phi thường không đạt được bằng cách làm việc nhiều giờ hơn, họ đạt được chúng bằng cách hoàn thành nhiều việc hơn trong số giờ họ làm việc, chỉ tập trung vào hiện tại, khoảnh khắc duy nhất mà bạn có thể ảnh hưởng. Theo nghiên cứu kinh tế, tích lũy những khoảnh khắc này dẫn đến thành công bởi vì hầu hết mọi người làm việc chăm chỉ hơn cho những phần thưởng hiện tại hơn là cho những phần thưởng trong tương lai sự thiên vị bẩm sinh của con người đối với hiện tại khiến chúng ta dễ dàng trì hoãn những thách thức lớn hơn và kết quả lớn hơn nhìn vào bên trong một mục tiêu dài hạn để tìm mức độ ưu tiên cho ngày hôm nay bên trong mức độ ưu tiên trong tuần bên trong mức độ ưu tiên trong tháng vân vân cho đến khi bạn đạt được mục tiêu của mình kết nối những mục tiêu này thông qua thời gian cần thực hành và suy nghĩ đối với cờ domino Tính dung cũng giúp ích cũng như việc viết ra các mục tiêu của bạn, những người viết ra mục tiêu của họ có khả năng hoàn thành chúng cao hơn 39,5% so với những người không viết. Cuối cùng, hãy tập trung vào năng suất, theo dõi các bước của bạn và tối đa hóa những gì bạn làm. Vì thành công hầu như luôn luôn tương đương với năng suất, hãy đo lường kết quả của bạn bằng tiền. Những người làm việc năng suất kiếm được nhiều tiền hơn, họ dành phần lớn thời gian của mình để làm việc hiệu quả và do đó đạt được kết quả tốt hơn. Thực hiện theo 3 nguyên tắc, một Thiết lập thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, nghỉ ngơi cũng quan trọng như làm việc. 2. Thiết lập thời gian cho một việc của bạn, sử dụng toàn bộ thời gian được phân bổ và hơn thế nữa nếu cần, để hoàn thành một nhiệm vụ của bạn. Nếu bạn hoàn thành sớm hơn, hãy tập trung lại thời gian còn lại và bước tiếp theo cho một việc của bạn. Chặn thời gian này càng sớm càng tốt trong ngày, hãy dành 4 giờ như một khối thời gian tối thiểu cho một việc của bạn. Paul Graham, người sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Ecombinator, tin rằng hoạt động kinh doanh như bình thường thường cản trở năng suất bằng cách làm gián đoạn thời gian sáng tạo hiệu quả được gọi là thời gian của nhà sản xuất với thời gian của người quản lý vốn thường được dành cho các cuộc họp anh ấy đã thay đổi văn hóa công ty của mình bằng cách nhóm các cuộc họp vào cuối mỗi ngày ba thiết lập thời gian để lập kế hoạch sử dụng thời gian này để thiết lập và đánh giá các mục tiêu và tiến độ của bạn hãy dành một giờ mỗi tuần để xem xét các mục tiêu hàng tháng và hàng năm của bạn Hãy dành thời gian vào cuối mỗi năm để kiểm tra các mục tiêu dài hạn của bạn, kết nối ngày hôm nay với tất cả ngày mai của bạn. Nó quan trọng. Cam kết thành công bằng cách tìm kiếm sự làm chủ, tìm cách tốt nhất để thực hiện từng bước trên con đường đạt được một việc của bạn và chấp nhận trách nhiệm giải trình vì đã làm mọi thứ có thể để đạt được nó. Hãy tìm một người cố vấn có thể hướng bạn đi theo con đường của bạn. Sử dụng bốn mẹo để xua đuổi những kẻ xâm nhập năng suất: một, học cách nói không. 2 chấp nhận sự hỗn loạn đi kèm với bất kỳ sự theo đuổi sự vĩ đại nào. 3. Chăm sóc sức khỏe của bạn bằng thức ăn tốt, tập thể dục, giảm căng thẳng, dành thời gian cho gia đình và giấc ngủ. 4. Tạo một môi trường hỗ trợ các mục tiêu của bạn. Cảm ơn bạn đã nghe bản tóm tắt ngắn mà TK Book đã thực hiện. Bạn đã học được gì từ sách? Bạn có thể bình luận vào phần nghe bên dưới các ý chính mà bạn ấn tượng nhất trong các ý sau nhé. 1 đa nhiệm và tuân theo danh sách dài các việc cần làm có thể gây ra những trở ngại lớn nhất để đạt được mục tiêu của bạn. 2. Thành công vượt trội đến từ sự tập trung đặc biệt. 3. Việc tập trung vào những gì cần thiết tạo ra động lực lớn hơn để phát triển. 4. Phù hợp với mục đích mang lại cho bạn sự hạnh phúc. 5. Mục đích phù hợp cho bạn biết cách sử dụng thời gian của mình. 6. Đổi danh sách việc cần làm bằng một danh sách để lập biểu đồ cho khóa học của bạn. 7. Từ danh sách đó, hãy dành thời gian cho những việc thực sự quan trọng để đạt được thành công. 8 học cách nói không. 9. Chăm sóc sức khỏe và năng lượng của bạn bằng thức ăn ngon, tập thể dục, giảm căng thẳng, dành thời gian cho gia đình và giấc ngủ. 10. Tạo một môi trường hỗ trợ các mục tiêu của bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách này. Sách được cộng sự TK Book dịch ra từ sách nước ngoài và được rút gọn lại theo cách nghĩ của TK Book và dùng phần mềm ghi âm lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam nghe hiểu ý chính của sách trong vòng 15 phút và áp dụng ngay vào cuộc sống. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn, để góp ý về chất lượng sách nói. Vui lòng gửi email đến TK Book. Để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản các bạn có thể mua sách gốc. Để ủng hộ TK Book các bạn có thể mua phần ebook và audio của TK Book với giá chỉ 30.000 Việt Nam đồng. Bạn có thích bản tóm tắt này không? Kiến thức này có đáng để chia sẻ không? Tất cả bạn bè của bạn có thể đọc toàn bộ bản tóm tắt này, thậm chí không cần đăng ký để ủng hộ kênh các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, che sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Đó cũng là động lực cho TK Book để tạo thêm được nhiều sách nói hay, hữu ích cho cộng đồng và bạn đọc. TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút, nơi mà bạn có thể hiểu và nắm được những ý chính từ sách trong một cuộc sống bộn bề bận rộn như ngày nay để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.